cái thứ hai nữa là khi mọi người nhỏ lại cái bộ này á, để mang những cái mẫu áo mà nó in hình full hoặc là nhuộm màu full á, nhuộm màu full nó cây vải á, thì nó rất là dễ dàng để nhuộm màu ở hình, tại vì nó cho ra những cái sản phẩm nó rất là nét, nó rất là đẹp, là mình thấy nè, nó sẽ không bị kiểu bị bạn vải hay gì đó đó, cái hình ảnh nó sẽ rất là mướt. Một khác nhau như thế nào thì như mình đã chia sẻ, có rất là nhiều những cái dạng thiết kế bên mình sử dụng vải thun riết, hầu như là vải thun riết rất là được ưa chuộng, cũng như là nó dễ sản xuất cái thứ mà mình đang sử dụng hơn 70% vải thun riết cho tất cả những cái sản phẩm mà mình sản xuất ra để người khác có thể lấy hàng đó. Thì bên cạnh đó mình cũng có những loại vải khác nữa, như video trước mình đã chia sẻ các bạn đó, thì có những loại vải khác nhau. Bên cạnh thun riết thì cũng may thôi, không thun đơn nè, rồi thun tâm nè, rồi vải con nè, rồi vải thun bột nè. Thì vải thun bột là một trong những loại vải phải gọi là nó hơi đắt tiền một xíu. Thế nên khi mà đưa ra sản phẩm để cho khách họ mua và lấy hàng á, thì họ hay thắc mắc là tại sao loại vải này nó lại mắc hơn ca cá so với lại vải thun riết. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn cùng thấy tại vì sao nó mắc hơn nha. Đây, mình có một cái áo vải thun bột thì nó có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau, có thể là thun lỏng, thun dẻo, rồi thun bột, mà thành đa phần nó ở nhà vải chúng ta sử dụng là thun bột ha. Đây là một vỏ rất có nhiều màu như là cái kiểu phát từ, thì mọi người có thể nhìn thấy được đó, khi mà cầm lên tay á, lơ luôn cả cái này để cầm lấy. Khi mà nhìn vào chứ không có, mọi người sẽ thấy nó có một cái độ bóng nhất định này, nó có một lớp bóng nhất định ha, và nó kiểu như là dạng hơi pha bông ly mọi người. Thì thực chất cái vải bột này á, nó dợt từ những cái sợi tổng hợp và nó có bông ly, cái này nó hơi bong bóng một xíu đó, và nó có một cái độ co giãn rất là nhiều đó. Mọi người kéo thử cho mọi người nghe ha. Thì ưu điểm của cái loại vải thun bột này á, đầu tiên đó chính là nó rất là mát, nó có một cái độ cứng nhất định và nó cầm lên nó rất là mịn, mướt tay mát tay, nên khi mặc vào nó rất là mát. Nhưng tuy là nó tạo cho mình cái cảm giác lạnh nha nè, mát, nhưng cái độ thấm hút của nó không cao nha, cái độ thấm hút của nó tương đối thôi chứ không cao. Nó có một cái đặc điểm thứ hai nữa là khi mọi người nhỏ lại cái bột này á, để mang những cái mẫu áo mà nó in hình full hoặc là nhuộm màu full á, nhuộm màu full nó cây vải á, thì nó rất là dễ dàng để nhuộm màu ở hình, tại vì nó cho ra những cái sản phẩm nó rất là nét, nó rất là đẹp, là mình thấy nè, nó sẽ không bị kiểu bị bạn vải hay gì đó đó, cái hình ảnh nó sẽ rất là mướt. Cái này là nhuộm thôi nha mọi người, in lên nha, chứ nó khi mà chưa làm thành phẩm thì nó là miếng vải trắng mịn vào nha, chứ nó không có sẵn hài đâu. Thế nên là mình cũng thấy là cái hiệu ứng in của nó rất là đẹp ha, và nó kiểu nó lạnh nên là mặt lên khá là mát, tạo cái cảm giác mát và co giãn tốt đó. Thì đó là một trong những cái đặc điểm của nó. Thì nó thấy nó cũng có những cái điểm đầu tiên đó là cái giá thành nó hơi cao, nó rất là cao so với lại Morip. Ví dụ như một cái mặt áo mà nếu ra áo Morip á thì sẽ ra khoảng tầm 3,000 đến 4,000 thôi, nhưng đối với lại cái vải thun bột này á thì nó sẽ lên đến 50,000 lận đó, nó sẽ có giá thành cao hơn. Và cái thứ hai nữa là vì nó có pha bông ly, thế nên nó có cái độ dẻo như vậy nè, sự thấm hút của nó không cao, độ thấm hút nó vẫn có nhưng nó không cao, nó không bằng Morip đâu. Chui là nó đẹp và nó có cái hình thức nó mượt mà hơn, thế nên là nó bị hồ xíu đối với Morip. Này hôm nay mình sẽ có thấm một cái Morip cũng hơi dài luôn cho mọi người dễ theo nhìn ha. Đối với Morip thì đã nói nhiều rồi, mọi người cũng biết về Morip rồi, đen to quá lại không đẹp quá. Thì Morip á có những cái ưu điểm mà thun bột không có, thứ nhất là về cái sợi dệt á, nó có cái độ thấm khí rất là tốt, nên là nó sẽ dễ dàng thấm hút một thôi, và nó cũng rất là mềm mại, nên cái độ co giãn nhiều so với cái vải thun bột. Và phần nữa là nó cũng có cái giá thành tương đối rẻ hơn vải thun bột, nhưng khi mà để áp dụng cho cái việc mà các bạn in hình khuôn hoặc là nhuộm những cái màu mà gọi là có họa tiết, có hoa văn á, thì nó sẽ rất là khó khăn, tại vì cái vải thun riết này nó không làm được điều đó. Nó khi mà in hình lên nó rất là dễ cười và bị cộm á đó. Thì tùy cái nhu cầu mà mình sẽ chọn cái loại vải thích hợp để may thiết kế đó thôi, chứ nó cũng không hẳn là hai loại nào thì may hay là lựa chọn như thế nào là lựa chọn lùa thì nó có, tùy cái mẫu thiết kế mà mình sẽ lựa chọn loại vải thích hợp, rồi mình sẽ đưa ra cái giá bán hợp lý đó. Thì cứ cân nhắc, vải nào nó cũng có cái ô và cái khuyết điểm của nó hết, thế nên là sẽ tùy vào cái mẫu mã thiết kế và cái yêu cầu thun bột mà mọi người lựa chọn để sản xuất.
nếu như mọi người thấy những cái điều mình chia sẻ hay thì có thể nhấn like cái kênh, và chia sẻ video nhiều hơn nhiều bớt, cũng như là đóng góp ý kiến cho mình nhiều nữa để mình có thêm những cái động lực mình làm tiếp những video sau, mình cũng có thắng nhiều lời bài hơn, hiểu hơn, biết thêm nhiều lời bài hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.